Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo quan điểm của Đông y, đau lưng còn được gọi là yêu thống, thuộc phạm vi chứng tý. Cho đó, xoa bóp bấm huyệt là phương pháp phổ biến được áp dụng tại các phòng khám Đông y và y học hiện đại. Trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Lợi, giám đốc bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách xoa bóp bấm huyệt chữa đau lưng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Kính thưa bà con và khán giả, hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con và quý vị cái phương pháp xoa bóp day ấn huyệt để chữa đau lưng do sai tư thế, đau lưng do thoái hóa cột sống, rồi là những cái đau lưng mà do cảm nhiễm thời tiết. Về tư thế người bệnh thì nằm sấp đó. Và trên thì có một cái gối, hai tay thì xuôi dọc theo thân, đầu nghiêng một bên. Thì trước hết là chúng ta làm cái động tác có thể là sát đó, cho nóng lưng lên, tức là ta dùng bàn tay đó, thẳng và sát thẳng đó, theo cái hướng là với lại vị trí của người thầy thuốc ấy, từ trong ra ngoài. Tiếp theo là chúng ta làm động tác là V, V ra. V này là V ngang, V dọc. Đây rồi bóp, động tác bóp. Các day, ta dùng gốc bàn tay day toàn bộ ở vùng cơ lưng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đấy thì cơ bản là những cái động tác xoa bóp như vậy. Sang động tác day ấn huyệt, dùng hai ngón tay cái chúng ta day hai bên sát cột sống. Đây thì tôi đang day bên phải đây. Đây là cột sống và sát cột sống đây. Đấy. Khi mà chúng ta day sát cột sống từ trên xuống dưới như thế thì thấy cái điểm nào mà có cái gân cơ nó co cứng đó. Thế rồi người bệnh thấy đau nhiều thì chúng ta day nhiều vào đó, day trọng điểm, day nhiều hơn vào đó. Với đau lưng thì day ấn huyệt dọc sát cột sống hai bên, đấy là cơ bản. Và những cái điểm, ví dụ đây tôi thấy điểm này nó có cái gân cơ co cứng và đau thì tôi day nhiều hơn đó, cho nó mềm ra. Thế và ở chân chúng ta ấn vào cái huyệt cách mắt cá ngoài, ở trên mắt cá ngoài là 6 cm đó, 6 cm đó. Đây có một cái chỗ lõm đó, ta day ấn vào đây. Đấy, và điểm thứ hai là giữa mặt sau của khớp gối, nếp gấp, giữa nếp gấp mặt sau khớp gối, chúng ta day vào đây. Sau bóp day ấn huyệt xong thì chúng ta làm động tác chặt, đấm, có thể đấm mà. Rồi chặt toàn bộ lưng. Tất nhiên là cái vùng 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 thắt lưng này chúng ta đấm hoặc chặt nhẹ. Đó. Trên này có thể mạnh hơn. Đó. Và cuối cùng người ta vỗ vào cái vùng dưới thắt lưng. Đây là thắt lưng. Đó. Đây thắt lưng đây. Dưới thắt lưng. Đó. Ba cái. Đấy là chúng ta đã thực hiện xong cái bài xoa bóp day ấn huyệt chữa đau lưng. À, xin cảm ơn và chúc bà con mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, những phát minh giảm thiểu ô nhiễm không khí sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.